À, xin chào các bạn. Cái clip này á mình xin chia sẻ về cái gọi là lục đạo luân hồi à, Thì lục đạo á có nghĩa là sáu sáu cái nẻo luân hồi. Vậy thì mục đích của mình muốn chia sẻ này á để các bạn có cái nhìn nó 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 rộng lớn hơn, nó tổng quát hơn. thì từ đó các bạn mới hiểu được những cái quy luật của trời đất. tại sao có nhân quả, à, nhân quả rồi tại sao có luân hồi như vậy. tại vì nếu như chúng ta không có hiểu về luân hồi á, chúng ta sẽ khó giải thích á bằng những cái sự việc nó xảy ra trong cuộc đời. nhưng nếu chúng ta có thêm cái tầm nhìn, chúng ta có thêm cái ít nhiều cái hiểu biết về luân hồi, á, các anh chị sẽ giải thích được rất là nhiều cái vấn đề trong cuộc sống. À, à nhìn vào hiểu nhân quả hiểu luân hồi là có thể giải thích rất là nhiều cái vấn đề trong cuộc sống từ đó đó các anh chị có cái nhìn sáng suốt hơn biết được ý thức hơn mỗi cái việc của mình làm à, vậy thì á trước khi đi vào à, cái luân hồi này á thì ở cái phần trước á mình có trình bày về cái sám hối á, à, thì hôm nay có cái phần ý nghiệp à, cái bài trước mình nói ý nghiệp là gốc của nghiệp bạn nào mà chưa nghe thì quay lại ha, để hiểu các cái loại nghiệp và trong đó mình phân tích mình nói rất kỹ ý nghiệp là gốc của nghiệp thì ngày hôm nay á, mình sẽ phân tích kỹ hơn về ý nghiệp từ đó các bạn mới hiểu được rõ hơn về cái luân hồi này vì đợt trước mình nói về ý nghiệp tức là cái nghiệp do cái ý nghĩ do cái tư tưởng ở trong đầu nó tạo ra nó cũng chia làm hai loại à một cái tư tưởng thiện lành thì gọi là thiện nghiệp à, tư tưởng mà có ý muốn hãm hại người khác ha nghĩ xấu cho người khác thì nó tạo thành ác nghiệp à, tức là thiện và ác ý nghiệp nó có hai loại tức là nó có hai cái nhánh như vậy vậy thì ý nghiệp á nó có ba loại À, hôm trước chưa có nói kỹ thì hôm nay nói kỹ hơn à, mình nhắc lại ha, thân nghiệp á, thì nó có ba loại bao gồm là à, sát sinh đạo tặc và tà dâm khẩu nghiệp nó có bốn loại là ý ngôn à, lưỡng thiệt vọng ngữ và ác khẩu còn ý nghiệp thì nó có ba loại đó là tham lam sân si sân hận và si mê bây giờ mình nói về tham à, chúng ta thấy ha khi trong đầu mà có một cái ý tưởng tham nó khởi lên á à, ví dụ như bây giờ là là là, bình đẳng ha, cái của mình mình hưởng của người ta người ta hưởng nhưng mà nhưng mà khi mà cái cái tư tưởng ở trong đầu cái lòng tham mà nó khởi lên á thì cái lòng tham này đó, nó có thể khiến cho chúng ta khiến cho con người hành động à, trái với pháp luật trái với lương tâm à, bình thường thí dụ như uh, bình thường thì không vấn đề gì anh em chúng ta thấy có nhiều hoàn cảnh ha anh em đang sống ở trong nhà vậy đó bắt đầu có nhiều khi tới uh, những cái chuyện như là đất đai sốt giá lên à rồi bắt đầu là cái lòng tham nó nổi lên, bắt đầu cái giành giật, còn lúc nghèo không có vấn đề gì hết trơn yêu thương nhau. Nhưng mà khi ví dụ như đất của ông già của cha của mẹ để lại mà tự nhiên cái nó lên giá một cái rồi là bắt đầu có cái lòng tham nó nổi lên. Nếu mà số tiền nó lớn ha, cái lòng tham nó nổi lên có thể cấu xé giành giật đâm chém nhau giết chết nhau cái chuyện này có thật à mình phân tích để các bạn rõ khi mà cái ý nghiệp á cái ý nghiệp nó khởi lên á từ suy nghĩ mà à cứ nghĩ dần nghĩ dần bắt đầu thấy mình thấy cái lòng tham nó nổi lên ha số tiền lớn quá cái nghĩ là người này sẽ tranh giành người kia sẽ giật của mình bắt đầu có ra tay trước à, hoặc là những người chúng ta thấy trong tất cả các cái lĩnh vực kinh doanh cũng vậy à, tham lên là bắt đầu có thể là à, thay vì cái món đồ đó phải làm đủ tiêu chuẩn vậy nhưng mà làm đủ gì thì lợi nhuận nó ít thì cái lòng tham nó nổi lên muốn tiền nhiều thì bắt đầu làm ăn gian dối chính trị cũng vậy à, ví dụ như là tất cả các lĩnh vực à, vì muốn giữ cái ghế đó muốn giữ cái chức đó cái lòng tham nổi lên mà à, thì có thể nghĩ ra cái cách xong rồi hãm hại người khác vậy thì khi một cái ý nghiệp nó một cái tư tưởng mà nó nổi lên trong đầu tùy theo nó theo cái hướng thiện hay hướng ác thì bắt đầu lần sau nghĩ thêm một lần nữa à, giống như là tưới tẩm thêm một lần nữa cứ nghĩ một lần như vậy thì cứ tưới tẩm tưới tẩm như vậy thì tới một lúc nào đó nó đủ độ mạnh á, thì nó sẽ bộc phát ra thành lời nói hay là hành động à, cho nên cái tham lam này nó cực kỳ nguy hiểm nha à, các bạn ta phải nhớ cho nên trong cái giới um, cái cái giới thứ hai của nhà Phật không trộm cắp đó. đó để mà kêu chúng ta đừng có khởi lên đó. À, từ cái ý này nè nó cũng liên quan đó. đó từ cái tham này là có thể dẫn đến là trộm cắp ha lấy của người ha đó là như vậy đó rồi cái loại ý nghiệp tiếp theo á là sân hận sân nộ tức là cái sự tức giận đó thì chúng ta thấy đó, ông bà chúng ta có cái câu á giận quá mất khôn à giận quá mất khôn à, đúng không nhiều khi cái sự việc đó nó 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 có thể xử lý bình thường mỗi cách khác nhưng mà tự nhiên á khi mà chúng ta tức giận quá vì một lý do nào đó mà chúng ta không có kiểm soát được cái cảm xúc của mình á chúng ta để cho cái 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 sự sân giận mà nó nổi lên thì lúc đó chúng ta quên hết tất cả những cái cái việc khác đầu óc nó 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 chỉ muốn xử lý tức thì nhưng mà tới hồi khi mà qua cái cơn giận rồi bắt đầu mới nhìn lại cái hậu quả thì lúc đó là nó có khi nó rất là tệ hại rồi à, có thể dẫn đến giết người này kia đúng không? Bình thường thì không dám nhưng mà vì một cái áp lực gì đó mà tự nhiên uh, sân hận lên tới một cái mức nào đó thì có thể giết người rồi khi mà tỉnh lại bình tĩnh lại là thấy là cái sự việc nó đâu có cần phải làm như vậy đâu à, nhưng mà phải lúc đó là phải trả cái giá à, nguy hiểm như vậy Cho nên đó uh, đức phật nó có một cái lời dạy về cái sự sân hận này đức phật nói là sự sân hận giống như đốm lửa trong lòng bàn tay ta ta chỉ muốn quẳng nó đi cho người khác nhưng trước khi quẳng nó đi thì tay của ta đã bị phỏng trước rồi cái câu này có nghĩa là sao có phải khi mà chúng ta cảm thấy tức giận một cái người nào đó thì chúng ta chỉ trong đầu cứ nghĩ cách này hay cách kia để mà làm sao ha chửi người đó hay là đánh người đó tức là cái đầu mà nó nghĩ tức giận lên là nghĩ xấu cho người đó nè hoặc là muốn chửi người đó nào hay là muốn dùng cái cái thân đánh đập hay là hãm hại người đó à cái làm sự giống như chúng ta muốn á lúc cái sự tức giận là giống như cái đốm lửa mà nó nằm trong tay mình là mình chỉ muốn quẳng nó cho người ta thôi chỉ muốn trút cái cái sự tức giận đó lên à, lên người khác thôi à, nhưng mà chúng ta trước khi quẳng nó đi à, thì tay đã bị phỏng trước rồi ý câu này có nghĩa là sao Vậy các bạn cứ thấy vậy nè ví dụ như giờ mình mình à, mình nghe một cái ai đó kể câu chuyện gì đó à, về một cái người nào đó mà tự nhiên mình cảm thấy mình tức giận cái người đó người đó thí dụ như không có mặt ở đây à mình đang tức giận cái người đó ở đang ở chỗ khác à, ví dụ như tức ông chồng hay tức bà vợ gì ở chỗ kia bây giờ mình ngồi mình tức ông chồng mình tức bà vợ đang ở chỗ khác như vậy mình chửi rủa họ mình làm gì đó nhưng mà họ chưa đâu có nghe đâu, à, mình ngồi đây mình mình đang tức mà họ đâu có nghe đâu, nhưng mà là mình mệt trước rồi có phải vậy không? có phải khi mà mình tức giận lên đó là là tim mình nó đập mạnh nè, à, khó thở nè, cảm thấy là cồn cào khó chịu rồi, à, đau đau nhói trong thần kinh rồi đúng không? mà trong khi người kia chưa bị hết trơn á, à có ý có nghĩa là sao? trước khi quẩn nó đi thì mình đã bị phỏng trước rồi. À, tức là cái sự tức giận này nó hại cho mình trước rồi Rồi sau đó mình mới đi trúc cho người khác Cho nên nó có thêm một cái câu nữa là Tức giận là tự hại mình Sao còn không buông bỏ đi Đó cái câu mà ai mà có như Có duyên nhận cái cuốn sách sống tốt của mình Nó có cái bài viết nó như vậy Tức giận là tự hại mình Sao còn không buông bỏ đi Đó cũng như cái câu của Đức Phật nói vậy đó À, chúng ta chỉ muốn quẳng nó cho người khác nhưng mà trước khi quẳng nó đi thì tay ta đã bị phỏng trước rồi. Cho nên hiểu được cái sân này cái nó khủng khiếp tới như vậy á. Sau này mà có cái thời gian mình sẽ làm cái clip nói về cái tâm bệnh đó, ừ thì cái sân giận nè, nó nguy hiểm lắm nè. Nó nguồn gốc của nhiều cái loại bệnh lắm nè. Rồi, đó là sân hận, sân nộ ha, tức giận ha. Rồi cái ý nghiệp tiếp theo là chúng ta nói về cái gọi là si mê. Si mê tức là sao? Trong cái hình này nè, cái hình này mình để cho một cái cái biểu tượng để mọi người thấy giống như trong trường hợp này giống như cái người này họ bị nghiện rượu, họ bị nghiện rượu. À thì giống như có cái hình cái chai rượu nó có cái cổng dây xích nó trói buộc người này tức là sao chúng ta phải hiểu cái si mê này á giống như cái giới cái giới thứ năm cuối cùng nhà phật hay nói đó ha không nghiện rượu bia chất kích thích á à, thì hiểu này cái si mê này nó nhiều thứ nó rộng lắm nhưng mà trong cái hình này mình giới thiệu với cho các bạn thấy cái hình này để mình giải thích như sao tức là khi mà chúng ta cái đầu chúng ta bị trói buộc vào một cái vấn đề gì đó mà chúng ta không thoát ra được á. À thì nó làm cho chúng ta trở nên u mê ngu muội đi. Thì cái si mê này mở rộng ra rất là nhiều thứ. Thí dụ như chúng ta nghiện rượu nè, à suốt ngày là thần kinh nó nó thiếu nó chịu không nổi, nó cần nè. Rồi nghiện thuốc lá nè, nghiện cờ bạc nè, nghiện game nè, nghiện mạng xã hội, tất cả những cái gì mà đầu óc chúng ta không thể thoát ra được nó đó. đó à, mà đi theo cái hướng tiêu cực á à, gọi là chúng ta bị si mê à, chúng ta bị si mê là gọi vậy thì khi mà chúng ta si mê bị trói buộc vô những cái thứ này thì đầu óc chúng ta nó không có sáng suốt cho nên nó ba cái loại của ý nghiệp là tham sân và si là ba cái thứ mà nó làm cho đầu óc chúng ta bị lu mờ và khi lu mờ như vậy thì chúng ta sẽ rất dễ hành động hoặc là chúng ta dùng lời nói thiếu sự sáng suốt từ đó à nếu thiếu sự sáng suốt thì thường là nó dẫn đến cái sự sai lầm mà xét về góc độ nhân quả đó thì tham sân si này nó sẽ tạo ra một cái màng xương à, gọi là màng vô minh nó che lấp đi cái 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 tầm nhìn của chúng ta, chúng ta thí dụ như à, mình sẽ để cái hình có cái, cái chiếc cầu ở bên kia là xương mờ mịt, chúng ta không biết ở phía sau là cái gì, chúng ta chỉ thấy cái việc trước mắt chúng ta làm nhưng mà chúng ta không biết hậu quả ở phía sau là gì, à, thì cái hình này nó tượng trưng như vậy, tức là khi mà chúng ta tham sân si lên thì có một cái màn xương nó che lấp cái trí huệ của chúng ta lại chúng ta làm một cách vội vã bất chấp mà không biết rằng cái hậu quả của nó như thế nào cho đến khi mà lãnh hậu quả rồi lúc đó bừng tỉnh vậy thì đã muộn màng rồi cho nên tham sân si á, ý nghiệp là gốc của nghiệp từ tham từ sân từ si mà con người ta mới tạo ra những cái nghiệp chướng những cái ác nghiệp và từ cái ác nghiệp đó nó trói buộc chúng ta À, vào một cái dòng xoáy tội lỗi và theo quy luật nhân quả thì cứ gieo nhân nào gặt quả nấy giống như cái bài trước mình có nói khi chúng ta gieo một cái nghiệp đối với một cái người nào hay một chúng sinh nào thì lập tức có một cái sợi dây vô hình trói buộc giữa chúng ta và cái người đó hay cái loài đó vậy thì nếu như chúng ta gieo cái ác nghiệp thì cái sợi dây đó là cái sợi dây ác nghiệp sau này cái hậu quả đó cái ác nghiệp đó nó sẽ quay trở lại chúng ta chúng ta sẽ trả giá đau đớn cho cái ác nghiệp này ngược lại nếu như chúng ta tạo một cái thiện nghiệp thiện lành đối với một cái người đó à thì cái sợi dây đó sợi dây lành sau này khi có một cái cơ duyên nó đầy đủ cái người đó hoặc cái loài đó nó quay trở lại nó trả cái ơn nó cho chúng ta và có một cái 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 hành động mà nó không tạo ra nghiệp á, thì cái hành động đó nó xuất phát từ cái tình thương vô ngã thì cái hành động đó được sử dụng á, chúng ta gọi đó là bồ đề tâm hay là cái tâm của bồ tát á thì khi mà Bồ Tát làm một cái hành động gì với một cái chúng sinh nào á thì họ không có tạo ra cái nghiệp bởi vì khi họ tác động vào cái người đó chỉ xuất phát từ tình thương vô ngã hoàn toàn không có một cái mong muốn gì à mà có cái sự nhận lại cho nên nó không có tạo ra cái sự da sợi dây và cái sợi dây đó khi nó phóng ra cái tình yêu thương người đó thì nó không có sự ràng buộc À, họ cho rồi họ quên liền à, họ cho với cái tình thương vô ngã không có một cái sự chấp buộc nào trong đó không có một cái ý tưởng ràng buộc nào trong đó họ cho chỉ đơn thuần vì tình thương và luật cái tình thương sau này mình nói cái luật tình thương nó còn cao hơn cái cái luật nhân quả nữa thì cái đó ở cái chủ đề khác ở chủ đề này mình nói về luân hồi thì mình nói về nhân quả Vậy thì tham sân si mình nhắc lại ha, chính là cái nguồn gốc của nghiệp để nó tạo ra cái màn xương vô minh, làm cho đầu óc chúng ta mê muội u tối và từ đó tạo ra những cái ác nghiệp lôi kéo chúng ta xoay vần trong cái quy luật luân hồi này. Vậy thì tại sao có luân hồi? Chúng ta thấy thí dụ như một kiếp sống chúng ta đời người nó mấy chục năm à, mà như không mình phân tích ở cái bài sám hối trước thì các bạn thấy đi trong mấy chục năm như vậy thì chúng ta làm được bao nhiêu chuyện tốt chúng ta làm được bao nhiêu chuyện xấu thì thường là cái chuyện xấu nó nhiều hơn chuyện tốt vậy thì một cái kiếp sống á, mục đích á, cái đời người sau này các bạn mà hiểu ha mục đích mà có được cái thân người này á, là vô cùng quý giá và chỉ ở cái thân người này chúng ta mới có đầy đủ phương tiện đầy đủ cái trí huệ á, để mà có thể á, tìm cái con đường á, trở về trở về gọi là thiên quốc bên nhà phật thì gọi là trở về niết bàn bên công giáo gọi là thiên quốc ha à, tìm về cái bản tánh chân thật của chúng ta quay trở về à. À, thì cái đời người chỉ có ở cái cõi người á, chúng ta mới làm được cái việc đó mà hầu hết mọi người cũng hiểu việc này hầu hết mọi người không hiểu được cái quy luật này cho nên cứ nghĩ là cái cuộc đời nó có một cái cái duy nhất sống một kiếp sống duy nhất là cho nên tha hồ hưởng thụ à, làm tất cả những cái gì mà à, cho cái được sự hưởng thụ tốt nhất thì cứ làm mà không hiểu rằng à, nó có những cái quy luật lớn hơn nữa quy luật nhân quả và quy luật luân hồi vậy thì thí dụ như một kiếp sống chúng ta tạo nghiệp như vậy à, khi chúng ta chết rồi cái nghiệp nó đang vận hành À, một cái hạt nhân gieo xuống á, thì nó vận hành vậy thì khi mà hạt nhân chết đi mà hạt nhân quá nhiều như vậy nó đang vận hành thì cái quả nó sẽ trổ ra mà lúc đó cái trổ ra mình đã chết mất tiêu rồi ví dụ như mình làm một đời mình làm chuyện ác quá trời mà tới lúc mình 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 chết mình nó chưa có tới cái thời hạn trổ quả à, vậy thì sao vậy thì nếu mà luật nhân quả chỉ dừng ở về đây là, về là bất công rồi cho nên tại sao có người thắc mắc hỏi mình sao tôi thấy có người họ nói nghe nói là ở hiền gặp lành gieo gió thì gặp bão mà tại sao tôi thấy cái người đó ác quá vậy mà sao họ vẫn giàu quá vậy rồi tôi thấy cái người đó sao mà họ ăn hiền ở lành họ tu hành như vậy mà tại sao họ gặp nhiều cái cái khổ sở khổ nạn quá vậy nếu như chúng ta nhìn rộng ra hơn thì chúng ta sẽ thấy như vậy ví dụ như ngày hôm nay chúng ta thấy cái người làm chuyện ác đó đó mà sao họ giàu quá phải hiểu như vậy ha họ giàu là bởi vì họ đang hưởng cái quả của cái cây mà họ trồng trước đây à trước đây họ trồng rồi cái cây cái cây ngọt họ trồng rồi giờ tới cái ngày á cái cây ngọt đó nó ra trái thì họ họ lấy cái trái đó họ đem bán họ có tiền nhưng mà những cái hành động mà các bạn đang nhìn thấy họ đó họ làm dù họ đang làm chuyện ác đó là họ đang gieo những cái hạt đắng mới và những cái hạt đó nó được gieo xuống rồi thì chắc chắn một cái thời gian nào đó ghi đủ điều kiện thì nó sẽ trổ quả ở phía sau tất cả đều đang vận hành hết chứ không phải mình đừng có nhìn một cái phiến diện một cái đoạn ngắn như vậy mình phải nhìn bao quát sau này ở cái clip khác á, mình nói về cái sự vận hành của luật nhân quả các bạn sẽ rõ hơn cái này rồi nói tới cái người mà nói tới cái người mà họ ăn hiền ở lành mà sao họ khổ quá vậy thì chúng ta phải hiểu như vậy ngày hôm nay họ khổ á là tại vì họ đang trả cái quả của những cái nhân đau khổ mà họ trồng trước đây rồi thì bây giờ cái quả đó nó trổ ra thì họ phải gánh lấy cái sự đau khổ đó còn mà những cái việc thiện lành cái việc tu tập của họ là họ mới làm thì những cái nhân đó nó được gieo xuống rồi nó sẽ tiếp tục vận hành và nó sẽ trổ quả trong tương lai một lúc nào đó nhưng mà vì cái chúng ta thấy cái đời người nó ngắn ngủi quá họ làm tới đó ví dụ như họ sống tới đó họ vừa mới làm chuyện tốt họ nó chưa kịp trổ gì hết tới đó mà cái số mạng của họ hết rồi thì giờ làm sao giờ tự nhiên chồng chưa kịp hưởng gì hết là chết rồi không lẽ bỏ cái phần đó hoặc là cái người kia làm chuyện ác quá trời tới đó chết rồi không lẽ bỏ chuyện đó thì chính vì như vậy bắt đầu vũ trụ à mới có thêm một cái luật nữa để đảm bảo cái sự công bằng tuyệt đối cho nhân quả này thì đó là cái luật gì gọi là cái luật bắt người ta thí dụ như anh gieo nợ thì phải bắt anh quay trở lại để anh trả nợ chứ à, còn anh làm chuyện tốt thì hả cho anh quay trở lại để anh hưởng cái điều tốt thì cái mà bắt chúng ta quay trở lại để trả nợ hay quay trở lại để hưởng cái phúc báo thì cái quy luật đó chúng ta gọi là luân hồi à từ đây thì chúng ta mới hiểu rõ tại sao có cái gọi là luân hồi vậy thì các bạn nhìn ha nhìn vào cái hình ở trên đây thì giống như mấy lần mình nói với các bạn ha Rồi mình sẽ phân tích ha, các bạn nhìn kỹ cái hình này Thì cái nguyên cái vòng tròn này nè Gọi là bánh xe luân hồi tức là lục đạo Tại sao gọi lục đạo Thì các anh chị nhìn kỹ ha Nó có 6 cái muối ha Nó có 6 cái muối lớn nè Thì cái muối ở dưới cùng á Thì mình gọi đó là địa ngục À cái muối ở dưới cùng gọi là địa ngục Rồi kế bên tay phải à, bên tay phải từ cái địa ngục nhìn qua bên tay phải á, là có cái gọi là xúc xanh à, cái cõi giới nó gọi là xúc xanh ở bên địa ngục ở bên tay trái á, nó có cái cõi á, gọi là ngạ quỷ à, ngạ quỷ ngạ quỷ tức là ma đối quỷ đối đó nha à, rồi thì trên cái ngạ quỷ á, nó có cái cõi á, gọi là cõi người à, rồi còn trên cái xúc xanh á nó có cái cõi gọi là cõi atula nó vị trí thôi nha còn mà các cái đẳng cấp thì mình sẽ nói sau. tại vì có cái hình như thế này nhưng mà lại có cái hình nó lật qua lật lại thôi nhưng mà nó vị trí có thể nó lật qua bên trái hoặc bên phải thôi nhưng mà các anh chị đang ở trong cái hình này mình chiếu thì các anh chị cứ theo cái hướng dẫn của mình tức là nhìn ở phía trên cái cõi uh, xúc xanh á là có cái cõi atula và cái cõi đối diện với địa ngục ở trên cùng á ở trên cao á thì cái cõi đó gọi là cõi trời vậy thì sáu cái cõi giới này cái chúng sinh chúng sinh mà còn tạo nghiệp lực á, thì sẽ còn xoay vòng à, cứ à, ví dụ như chúng ta sau khi chết đi à, một cái một cái con người chúng ta nó có hai phần là thể xác và linh hồn thì sau khi chết đi à, nó sẽ đối chiếu những cái nghiệp lực mà chúng ta tạo ra trong đời nếu như người nào mà tội nặng quá, à tội quá nặng so với phước á, làm chuyện ác nhiều quá mà phước ít quá thì gọi là phạm tội nghiêm trọng thì sẽ bị bắt nhốt vào ở cái cõi thấp nhất gọi là địa ngục. Ngục là tù đó. À thì coi như có tội thì phải bị bắt thôi. Gọi là gọi là địa ngục. Rồi, cái người à, tội ít hơn chút không đến nỗi bị bắt nhốt à, Thế những cái người mà xuống địa ngục là thường là cái người mà cứ lúc sống ha có cái sự à, sân hận à À, hại người à, giết người này kia những cái tội nặng à, là xuống địa ngục nè, à. à, cho nên là xuống sân sân hận cái lòng sân hận họ dữ lắm. Rồi cái chúng sinh thứ hai à, kế địa ngục à, thì gọi là ngạ quỷ hay là ma đói. Thì những cái chúng sinh mà lọt vô cái cái à, cõi giới này á là những cái chúng sinh mà à, cái 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 gọi là cái à, lúc họ sống á, cái tiêu biểu nhất của họ là những cái người này là thứ nhất là không không tin trời Phật nè. Thứ hai là tham lam bụng xỉn nè. Cho nên nó có cái hình tượng á để để chút xíu mình tới cái cái khúc khác coi có phóng lớn lên á, thì nó có cái hình tượng á, thường là cái hình của cái người ở đây nó có cái hình à, biểu tượng là cái bụng thì rất là to. Còn cái à, cái cổ thì nó lại rất là nhỏ, tức là sao cái bụng to nó tham muốn ăn nhiều á nhưng mà cái cổ thì rất là nhỏ, à, cái cổ rất là yếu à, được, giống như là không có xuống được và thức ăn á, giống như là tham mà muốn ăn cái khi mà vừa gần tới ăn cái nó biến thành lửa rồi thì cái câu chuyện về địa ngục á thì trong cái kênh của mình á, mình ấp nhiều cái bài về địa ngục du ký á à, cái chuyện nó có nhiều cái 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 đó là có thật đó nha các bạn vào tìm cái kênh của mình mấy cái câu chuyện về địa ngục du ký các cái tầng nó có trong đó mình ấp khoảng 10 tầng á 10 clip á, ừ, có khi sau này mình up thêm. Còn mà ai muốn rõ về câu chuyện về ngạ quỷ á, thì các bạn tìm cái câu chuyện uh, Vu Lan Báo Hiếu á, à, có cái chuyện của Vu Lan Báo Hiếu á mẹ của um, mẹ của Mục Kiền Liên đó, à, lúc mà Mục Kiền Liên theo Phật, một mẹ của Mục Kiền Liên không có tin ha, rồi còn phỉ bán rồi thế hồi chết xuống dưới thành gọi là quỷ đói đó, à, Mục Kiền Liên muốn dâng cơm lên cho mẹ ăn thấy mẹ khổ sợ quá mà dâng lên cái là nơi tự nó biến thành thành lửa ha cái đó các bạn tìm câu chuyện đó rồi cái cõi giới ở bên kia mà kế bên địa ngục mà ở bên kia thì gọi là cõi giới súc sanh là mấy cái em thú vật đó mà mình mình ấm rài mình nói đó rồi cao hơn thú vật là tới cõi người cao hơn cõi người là tới cõi atula và cao hơn cõi atula là cõi trời giờ mình nhắc lại cái thứ tự ha thấp nhất là địa ngục địa ngục xong rồi tới ngạ quỷ ngạ quỷ rồi tới súc sanh thì ba cái cõi này thì thì chúng ta thấy ai mà phật tử đi chùa hay nghe các thầy nói ba cái cõi này gọi là ba đường ác ba đường ác là đọa địa ngục nè đọa ngạ quỷ đọa súc sanh đó là ba cái cõi này các bạn thấy nó nằm ở bên dưới nửa cái hình tròn gọi là ba đường ác rồi ba cái cõi trên nó gọi là ba đường thiện làm người ha cao hơn người có phước báo xíu à, ví dụ như cái người mà sống rồi có nhiều phước báo chút à, chết nó không có xuống mấy cái tầng dưới thì được lên cái tầng atula à, và người phước báo nhiều thiệt là nhiều nữa thì lên gọi là cõi trời thì các bạn cứ dễ hình dung này thí dụ như có một cái thang điểm tâm linh đi thì ví dụ như thang điểm từ bao nhiêu tới bao nhiêu thì được làm người rồi từ bao nhiêu cao lên bao nhiêu nữa thì được làm Atula Rồi từ Atula qua khỏi cái mức bao nhiêu nữa thì mới lên cõi trời Thí dụ như vậy Rồi âm bao nhiêu thì xuống làm súc sinh Âm bao nhiêu thì xuống làm ngạ quỷ Còn âm bao nhiêu thì xuống làm địa ngục đó Thì các bạn cứ tưởng, tưởng tượng như vậy đi thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn Rồi tự đối chiếu lại cái việc làm của mình á à, Tự mình biết được Coi coi mình uh, sắp sửa tương lai Sau khi bỏ cái thân này uh, đi đâu về đâu à. Rồi Thì bây giờ uh, bắt đầu uh, từ cái chỗ này Mình sẽ nói sơ những cái vòng này Để các bạn hiểu ha uh. Và mình hay nói với các bạn á uh, Các bạn nhìn kỹ các bạn thấy nè Ở ngoài cái vòng này có một cái ong À, cái ông nhìn mặt rất là dữ tợn đúng không? ổng à, cầm cái mặt thì giống như là à, tay chân có móng vuốt nữa kìa, à, có cái đuôi nữa kìa đúng không? còn cái đầu thì rất là dữ tợn có răng nanh. thì mình cho các bạn biết ha, cái vị mà đang nắm giữ cái hình này thì chính gọi là ma vương đó đó ma vương là quản lý lục đạo chúng thậm chí cõi trời chúng ta nghe nói cõi trời có tiên này kia cũng còn nằm trong lục đạo thôi còn các anh chị nhìn ra khỏi lục đạo là bắt đầu Phật Bồ Tát là ở ngoài cái vòng rồi À vậy thì chừng nào mà chúng sinh nào mà giải thoát khỏi lục đạo ra khỏi tay của ông Ma Vương á Thì mới có thể gọi là Phật Bồ Tát là đứng ở trên ngoài cái vòng không còn nghiệp chướng nữa Khi nào mà không còn nghiệp chướng nữa thì mới thoát ra khỏi cái vòng lục đạo luân hồi này Còn không thì cứ mãi vòng vòng ở trong đây thôi Thì bắt đầu mình phân tích từ từ ha Cái vòng ở trong cùng gọi là cái tâm chút xíu mình sẽ phóng lớn ra cái vòng trong cùng thì gọi là cái tâm, rồi tới cái vòng thứ hai à, gọi là phòng thiện ác nó chia ra hai nhánh nè, bên màu đen, bên màu trắng, bên thiện bên ác chút xíu mình sẽ phóng lớn cái vòng thứ ba là lục đạo và cái vòng cuối cùng ở ngoài cùng ha thì cái vòng nó gọi là thập nhị nhân duyên tức là những cái duyên mà nó kéo con người vào trong lục đạo quá chút xíu mình sẽ nói sơ về cái này thật ra cái bài này cũng gọi là khái quát lục đạo thôi chứ cũng cái này nó rộng lớn không có cách nào mà nói hết được đâu nhưng mà mình muốn các bạn có cái nhìn khái quát để mà các bạn à, hiểu À, hiểu nhân quả với luân hồi nó nó vận hành như thế nào à, biết được cái con đường mà lựa chọn chứ không giờ không biết đi đâu về đâu bây giờ có cái bản đồ đó đó có cái bốn sáu chỗ đó đó à, coi coi những việc mình làm biết mốt đi đâu đề đâu mà chuẩn bị hay là muốn ra khỏi luôn thì phải cái tìm đường đi chứ còn các bạn không biết là các bạn không biết sống cái cuộc đời này rồi rồi cứ lo mà hưởng thụ ha, lo mà làm chuyện ác rồi tới hồi xuống dưới trách trời trách phật nó ủa rồi sao rồi xuống đây à không phải vậy ngày hôm nay mình mình gửi cái thông điệp này á hướng dẫn để cho các bạn ít nhiều à, có cái nắm được một cái phần nào đó về cái lục đạo này rồi bắt đầu chúng ta đi vào cái phần sâu hơn ha chúng ta bắt đầu đi từ cái tâm của nó để làm biết được trong cái tâm nó có cái gì nè đây thì bây giờ các bạn nhìn cái hình này các bạn nhìn cái hình này ngay cái tâm của cái 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 vòng tròn hồi nãy đó nó nó phóng đại lên thì các bạn nhìn thấy gì có cái hình con chim nó cắn cái đuôi con rắn rồi tới cái hình con rắn nó cắn như cái đuôi của con heo và cứ và con tới hồi con heo nó cũng tiếp tục như vậy con heo à ba cái con này nó cứ cắn đuôi nhau như vậy à nó nói vòng như vậy vậy thì chúng ta thấy cái ý nghĩa của cái hình này là gì thì con heo á chính là biểu hiện của cái tham đó con rắn nó biểu hiện cho cái sân đó và con chim á nó biểu hiện cho cái si mê đó à, ba cái con này là biểu hiện cho ba cái tham sân và si mê mà nó chính là cái gì nó chính là cái ý nghiệp như hồi nãy mình phân tích ha mình nói lại ha cái con heo này nó biểu hiện cho cái lòng tham con rắn này nó biểu hiện cho cái sự si mê à, sân si giận dữ ha chứ mà thấy con rắn à, à, chọc chọc nó là nó có thể cắn chết người ha à, nó rắn độc mà còn cái con chim á là cái loài chim nó biểu hiện cho cái sự si mê à, trong đó là cái thường chúng ta cái loài chim là cái loài gọi là nhục dục á à, biểu hiện cho cái sự si mê à, thì là cái biểu tượng thôi nên chúng ta thấy mấy cái loài da uh, cầm đó quanh năm nó đẻ à, nó cứ đẻ nó si mê cái đó gọi là tham sân si là gốc của ý nghiệp rồi từ bởi vì gốc của cái ý nghiệp này thì cái tư tưởng á, nó có chia ra làm hai nhánh là thiện và ác thì ở đây nó cái vòng tròn thứ hai ở ngoài đó, gọi là thiện và ác nè các bạn nhìn cho cái hình bên trái đó, là biểu hiện cho cái người thiện cái người thiện này các bạn thấy không à, làm cái chuyện tốt đẹp tu hành thì cái màu sắc nó sáng đi hướng lên ha à, còn các bạn nhìn bên cái bên phải là cái màu nó u tối làm biểu hiện cho những cái người làm chuyện ác đi cái đường đi xuống à, một bên làm chuyện thiện thì đi lên đi lên hướng lên lên cõi trời lên thiên đàng còn một bên làm cái chuyện ác là hướng đi xuống địa ngục à, nó rõ ha một bên đi lên một bên đi xuống đó nhìn kỹ cái hình ha cái tâm á chính là cái nguồn gốc của nghiệp là tham sân si và cái tư tưởng á nó phát ra nó có hai một á, là thiện hay là ác thiện á thì hướng lên ác á thì hướng xuống rồi bây giờ chúng ta quay lại cái hình lục đạo để chúng ta thấy rõ hơn chút xíu à, rõ hơn chút xíu phân tích rõ hơn chút xíu thì đó từ cái tâm bắt đầu nó nới rộng ra để chúng ta nhìn ha à, tại vì nó có rất là nhiều hình thì chúng ta cứ nhìn vậy đó ở cái hình ở dưới á gọi là địa ngục nè cái hình ở dưới gọi là địa ngục thì chúng ta thấy có mấy cái cảnh ha, dầu sôi lửa bỏng à mấy cái cảnh là có thật đó nha, nghe địa ngục du ký đi mới thấy ha, mấy cái cảnh mà mà xử tội tội hồn à có hết đó nha. À à rồi, rồi tới cái cảnh à, ngạ quỷ. À, ngạ quỷ thì hồi nãy mình nói rồi, à, muốn ăn á là bị hóa thành lửa tham lam mà. À, ngạ quỷ nè. mê á là xúc sinh, chúng ta thấy những con vật cái trí huệ nó thấp lắm. Đó, nó biểu hiện luôn để dễ nói nè. Cái người mà sân hận á là lọt xuống địa ngục nè. À, để biểu hiện cho cái người á, lúc mà sống mà thường mà hận quá nghĩ những cái chuyện mà mà thù hận người ta đó à, giết chóc người ta hãm hại người ta đó à, thường cái tội nó nặng lắm xuống địa ngục nè còn những cái người tham lam ha thường đó ý nó chuyển qua bên ngạ quỷ nè còn mà si mê u mê tâm tối á sống một cái đời người mà không có sáng suốt hành động suốt ngày cứ đưa cái đầu óc mình vào những cái si mê ha rượu chày bè cờ bạc rồi á gái gú rồi nghiện tức là không có sống mỗi cuộc đời mà mà cái đầu óc nó cứ chuối mũi vào những cái cái việc vô bổ vô hại nó như vậy á thì giống như là à, nghìn hình người nhưng mà cái đầu óc nó lại si mê như cái loài thú đó. thì khi mà trả cái thân xác đó, dễ bị à, tái sinh vào làm cái loài thú tại vì anh làm cái, cái kiếp người cho anh cái đầu óc như vậy mà anh không sử dụng cái đầu óc anh để mà anh tiến hóa mà anh dùng cái đầu óc anh vào những cái chuyện vô bổ đó. thậm chí à, hãm hại thân thể nữa ha uống rượu thuốc lá nghiện mấy này nghiện kia toàn là hại cái thân xác hại cái đầu óc đó. thì cho xuống làm xuất sinh ý là như vậy rồi lên tới cái cõi người á cái cõi người thì à, những cái người thích hưởng thụ à, cái đặc trưng của cái cõi người là thích hưởng thụ là thích khám phá à, thích hưởng thụ thích khám phá thì ở cái cõi người lên tới cái cõi nữa là gọi là cõi atula sau này á sau cái bài này để coi mình sẽ à, là một cái clip nói về Atula trong đó có cái bài giảng của vị Minh sư các bạn nghe các bạn sẽ rõ ha cái chúng sinh Atula như thế nào cái bài này mình chỉ nói khái quát lục đạo thôi thì cái đặc trưng của cái Atula đó thì mặc dù cái phước báo nhiều hơn con người nhưng mà đặc trưng của Atula là còn háo chiến lắm à cũng còn thích háo chiến dữ lắm ha à, cũng cũng gọi là thích đánh nhau à thích háo chiến lắm nè rồi cái cao nhất á khi quả cái phước báo nhiều á à, thì lên tới cái cõi gọi là cõi trời cõi thiên ở trên này vậy thì nên nhớ ha, cái cõi trời này á là cái cõi trời ở trong tam giới tức là ở trong lục đạo thôi nha chứ cái cõi này chưa phải á, gọi là thiên đàng thiên quốc như là thượng đế nói không phải đâu nha chúa nói thiên quốc là cái thiên đàng là khác nữa là ra tới khỏi cái này rồi cái này là còn trong lục đạo thôi nha à cái niết bàn hay cái thiên quốc là của cõi phật đó là nó ở ngoài như hồi nãy mình nói đó ra khỏi cái vòng này là tới bồ tát rồi mới tới niết bàn là thiên quốc đó, là ở ngoài cái này là cao lắm cái thiên đàng cái thiên quốc mà mà bên chúa nói thượng đế nó là cao lắm nha cái niết bàn nó nằm ở ngoài cao lắm còn cái này là còn ở trong tam giới à cho nên chúng ta coi chúng ta coi phim từ thiên á chúng ta thấy cái cảnh mà Tề Thiên lúc đó ha lên trời quỷ phá đập phá thiên đàng rồi cái ông cái ông mà thượng đế trong phim đó phải chui xuống gầm bàn rồi kêu mà hãy mời Phật tổ tới đó đó thì cái cõi trời đó vẫn còn trong đây thôi à, phải phân biệt ha còn cái tầng trời nó có nhiều tầng trời lắm Còn cái tầng trời ở đây cái thiên đàng này là còn ở trong tam giới nha Chứ đừng có tưởng mới lên cõi trời này là là thiên quốc là không phải đâu Ngay cả Atula thôi nó cũng chia ra có thiên đàng và địa ngục rồi Bây giờ ngay cái cõi người thôi nè Ở người thôi chúng ta cũng có thiên đàng địa ngục Ví dụ chúng ta nói trên cái hành tinh của chúng ta đang ở cái nước nào mà chúng giàu có tự do ha con người sống sung sướng thoải mái nhất thì chúng ta cứ giống như là gọi là thiên đàng tại thế còn cái quốc gia nào mà nó bị chiến tranh liên miên đói khổ ha con người bị áp bức bóc lột thì nó cũng giống như địa ngục chúng ta gọi là địa ngục trần gian nó giống vậy đó thì lên tới atula là nó cũng rộng lớn vậy nó cũng có thiên đàng atula nó cũng có địa ngục atula rồi lên tới cõi trời nó cũng có cái cao như vậy nó cũng chia mỗi cái cõi giới đều có cực thấp và cực cao cái nào cũng vậy hết chúng ta thấy cái loài thú cũng vậy à có cái loài sinh ra nhỏ xíu à à, rất là dễ hy sinh dễ chết đúng không còn có cái loài cũng sống thọ sống nó ở sống ở trong thiên nhiên nó sống với cuộc đời nó thanh nhàn còn có những loài nó sống ở phía ngoài à, rồi sống ở những cái nơi hôi thối ha, dơ bẩn dễ bị người ta giết chết đầu độc này kia còn có cái loài nó ở trong cái rừng sâu nó sống một cuộc đời nó thanh thản ví dụ như vậy nó cũng giống vậy đó thì ở cái cõi giới nào nó cũng có cực thấp và cực cao hết à cho nên cần phải phân biệt như vậy sau này sẽ có cái bài về nói về atula để các bạn bạn hiểu ha Vậy thì trong cái lục đạo này á Nó có cõi người và cõi súc sinh Là cái cõi hữu hình Tức là chúng ta nhìn thấy à, Mình với nó gọi là đồng cư với nhau Cho nên nói chỗ này để các bạn hiểu nè Còn địa ngục với ngạ quỷ á, vô hình ha Cõi Atula với cõi trời cũng vô hình Vô hình ở đây không phải là không có Mà là nó ở một cái tần số khác À chừng nào mà chúng ta ví dụ sau khi linh hồn chúng ta trả cái xác này á thì chúng ta cái linh hồn chúng ta tùy theo nghiệp lực của chúng ta ha nghiệp nặng thì nó cái tần số nó rơi xuống thấp thì nó xuống atula hay là ấy, nó xuống ngạ quỷ hay là địa ngục còn nếu như cái tần số chúng ta lên cao thì có thể chúng ta lên cái tần số của atula hay là cõi trời chúng ta cứ tưởng tượng gì nè giống như bây giờ chúng ta thấy cái sóng internet wifi chúng ta đâu có nhìn thấy đâu Vậy thì cần có một cái thiết bị chuyển đổi đúng không? Nó vô cái điện thoại mình, cái điện thoại mình chuyển đổi cái tần số đó thì nó ra hình ảnh, nó ra âm thanh thì nó cũng giống vậy đó. À, các cái cõi giới này nó cũng có ở những cái tần số nhất định. Và khi nào mà cái linh hồn chúng ta bắt lên cùng cái tần số đó thì chúng ta cũng thấy hình ảnh, cũng thấy âm thanh y như vậy đó. Nhưng mà cái cõi vật chất của chúng ta, hữu hình của chúng ta thì ở cái tần số của chúng ta thì chỉ thấy được cõi người với cõi vật. À rồi các cái cõi kia vô hình nhưng mà nó ở cái tần số khác nó sẽ có hình ở cái tần số của nó. Các bạn phải hiểu như vậy ha. <laughs> rồi. Vậy thì à, bắt đầu chúng ta thấy rõ ràng sáu cái sáu cái cõi này. Còn cái nhân duyên thì thôi chúng ta khỏi có có có, có quan tâm lắm nói sơ thôi. Ví dụ như thập tập nhị nhân duyên thì vô minh nè, vô minh cũng làm cho chúng ta rớt xuống nè hành à rồi thức danh sắc lục nhập xúc ý nói là những cái việc mà chúng ta làm cho tạo nghiệp á. Thụ rồi ái yêu đương à, à chết rồi mà chưa có bỏ cái 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 yêu được á thì nó không có không có đi được, không có giải thoát được, nó kẹt lại. À, thủ là là cố chấp giữ những cái món đồ gì đó của mình á. chết rồi mà tiếc nhà, tiếc của á, cũng không có đi được, cũng lòng vọng giống ví dụ như vậy. Rồi hữu ha, rồi sinh lão bệnh tử đó tức là những cái nỗi khổ này á sống mà sinh nổi khổ những cái cái quy luật này thì nó cứ kẹt lại trong này. Thì cái này gọi là thập nhị nhân duyên rồi, cho chúng ta không có bạn ở đây ha. Rồi. Rồi tiếp theo á có một vấn đề muốn nói với các bạn nữa. Thì á ở bất kỳ cái cõi giới nào, ở bất kỳ cái cõi giới nào cũng đều có một cái vị Phật hết á. À. À, thì cái hình này nó biểu hiện ha, lục đạo luân hồi và trong các anh chị nhìn kỹ trong cái hình này sẽ thấy ha, mỗi cái cõi giới đều có một cái vị phật để anh chi? để cái điều này cho thấy rằng cái gì để cái điều này cho thấy rằng bất kỳ chúng sinh ở trong cõi giới nào nếu như lập tức à, tỉnh thức quay đầu thì đều có phật có thể cứu hết À mình nói lại ha cái biểu tượng này để biết rằng bất cứ chúng sinh ở cõi giới nào nếu như tỉnh thức tu tập á thì đều có phật cứu giúp hết thì các anh chị sau này nghe cái cái file địa ngục á mấy file địa ngục mình up á à, nghe rõ lắm giống như thí dụ như có cái địa ngục ở dưới à, à nó sẵn này nói luôn nha các bạn tìm nghe đi ở dưới địa ngục có cái tầng á, dành chuyên cho mấy cái người tu hành mà giả, gian dối á. À, trong đó có cái clip á, nói về các cái vị mà lúc sống á, làm những cái nghề gọi là cầu siêu cho người ta đó mà ăn tiền ha rồi đọc bớt kinh ha, là xuống địa ngục hết cho nên đừng có tưởng ha, đừng có tưởng mặc áo nhà tu rồi là mấy cái chuyện đó là không có tội không phải đâu tu hành mà không chân chính ha sống nhờ tiền của bá tánh mà còn làm ha còn ăn sáng ăn bớt ăn chặn ăn này kia ha xuống địa ngục hết chứ không phải là cái nói nha cái tu ở đây là tu cái tâm chứ không phải tu cái áo nha đừng có tưởng khoác cái áo vô là muốn làm gì là không phải đâu các bạn nghe đi có cái tầng địa ngục ở dưới ha à, xuống dưới sau đây rồi mấy cái người mà đọc kinh thiếu vậy đó xuống dưới có một cái tầng địa ngục tối thui vậy đó chỉ có cái đèn dầu leo lét rồi bắt đầu làm sao ngồi ngồi là phải học kinh lại, À, ngồi phải trong ánh sáng lờ mờ như vậy là phải ngồi phải học kinh lại. Rồi thỉnh thoảng cái có Phật Bồ Tát quán thế âm Bồ Tát xuống dạy lại dạy lại đọc kinh sao cho đúng dạy lại cái cái cách tu hành sao cho đúng. À, để hiểu rằng ha. Rồi chúng ta hay nghe nói dưới địa ngục có cái vị địa tạng vương Bồ Tát đó à cho nên ai mà còn giờ này mà còn chưa có tin chưa biết cái hành động tội lỗi của mình á gây ra cái nghiệp chướng gì ai kiếm kinh địa tạng đọc đi à, trong đó ngài nói rõ lắm à, lúc sống làm gì thì lúc chết bị đọa làm sao lúc sống gây cái nghiệp gì lúc chết đọa làm sao có hết ở trong kinh địa tạng còn không này cứ mở bây giờ đọc mệt quá cứ vô mấy cái clip à, địa ngục của mình á à, nghe đi có ghi rõ hết à? à mấy cái nhiều tội lắm tội buôn gian bán lận ha, tội gian dâm tội uh, mấy cái tội uh, tu hành không chân chính ha, nhiều lắm mỗi cái tội nó có cái tầng địa ngục hết rồi tội sát sanh nữa à, xuống đâu xuống đâu có hết luôn vô đó nghe đi à, để tỉnh thức ha. mục đích cuối cùng là để các bạn tỉnh thức vậy thì á uh, canh ta thấy á uh, ở những cái tôn giáo lớn á, họ đều tin tất cả những cái tôn giáo lớn họ đều tin vào cái thuyết luân hồi à đều tin vào cái thuyết luân hồi mình tiếc á, là ở bên cái này không phải đụng chạm mà hơi tiếc xíu do các bạn không hiểu thôi tức là mình nói bên 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 công giáo hầu hết mấy bạn bây giờ á, không có hiểu cái, cái lời dạy của chúa mình tạm nhắc lại chút xíu rồi ha thường các bạn bên công giáo chỉ nói là à, sống theo chúa lên thiên đàng còn không nghe theo rồi xuống địa ngục ha nhưng mà các bạn phải hiểu một điều nè các bạn vì thật ra mà nói kinh thánh ngày nay bị cắt sáng nhiều lắm rồi bởi vì họ dùng vào nhiều vào cái mục đích chính trị các cái từ cái thời mà chúa còn 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 tại thế các bạn thấy nhà cầm quyền những cái nhà cầm quyền la mã rồi này kia họ họ dùng cái quyền lực của họ họ trấn áp tôn giáo dữ lắm cho nên những cái lời dạy kinh sách của các ngài bị chỉnh sửa vì những cái mục đích chính trị nhiều lắm bây giờ các đại tử sau này không có hiểu chính họ cũng không hiểu họ không trả lời được mà họ cứ cứ bị bị bám víu á rồi có những người rồi họ họ không hiểu rồi mà họ không chịu tìm hiểu nữa cho nên họ họ cứ bị bị kẹt ở trong đó bây giờ ví dụ mình hỏi đơn giản nè bây giờ nói tin theo chúa về thiên đàng đúng nhưng ở thời điểm chúa làm tại thế và chúng ta phải hiểu ha muốn lên thiên đàng là phải sạch sẽ không còn nghiệp chiến chướng gì nữa thì mới lên thiên đàng rồi bây giờ ví dụ như không theo chúa tin làm tội ác xuống địa ngục đúng luôn à tội lỗi xuống địa ngục đúng bây giờ nói những người mà không đủ điểm lên thiên đàng mà cũng không có đủ tội để xuống địa ngục thì những người đó ở đâu có phải vậy không các bạn thử suy nghĩ đi à mình có lần mấy bạn học rồi cũng hỏi mấy vị cha rồi cha nói là phải linh hồn mà không lên được hoặc là không bị đòi địa ngục thì phải ở đó chờ vậy thì ở đó là ở đâu hiểu chỗ này không? họ bị kẹt ở chỗ này nè. thật ra ở lại là họ ở có phải có cái cõi giới cho họ ở chứ? nếu như họ không đủ điểm lên thiên đàng họ không, họ không bị quá bị tội để xuống địa ngục thì cũng phải có cái nơi cho họ ở chứ. vậy thì nếu như chúng ta mở lòng ra các bạn mà công giáo mà có có cái cái cái, cái um tinh thần cởi mở mà đón nhận á, thì hãy nghe cái cái lục đạo này rồi các bạn tự đối chiếu thêm Với cái lời dạy của Chúa đảm bảo các bạn sẽ hiểu đảm bảo các bạn sẽ hiểu còn nếu như các bạn vẫn cứ trói chặt ở trong đó thì thôi cũng không biết sao mục đích của mình chia sẻ này cho những ai hữu duyên ha tin được thì tốt à vậy thì các bạn không phạm quá nhiều tội không có bị bắt bớ thì đâu có xuống địa ngục mà các bạn không đủ điểm để lên thiên đàng thì các bạn phải có cái nơi khác chứ và hầu hết cái thiên đàng á mà bên bên công giáo mà hầu hết mọi người á, về kể lại đó, đó hầu hết chỉ là thiên đàng Atula thôi muốn giải thoát không phải dễ đâu à, sau này nghe cái bài Atula rồi các bạn sẽ hiểu à. ngay Atula thôi có một trăm mấy chục cảnh giới rồi trên đó cũng có rất nhiều tầng thiên đàng rồi hầu hết là là thiên đàng Atula thôi <laughs> rồi về cái hình này chúng ta thấy ha à, họ tin rằng nè đó từ bé sinh ra lớn dần lớn dần lớn dần và trước khi già cỗi chết rồi sinh lão bệnh tử đó thì nó có một cái đốm sáng á họ họ nghĩ tin rằng đó giống như con người chúng ta có một cái linh hồn linh hồn theo suốt chúng ta cho đến khi nào chúng ta trả lại cái thân này thì cái linh hồn này nó thoát ra nè đó chúng ta nhìn từ cái chỗ cái ông già chỗ này nó có một cái luồng sáng nó thoát ra à, tức là cái à, gọi là cái linh hồn hay là gọi là cái điểm linh quan á điểm linh quan nó thoát ra và nó sẽ vào cái vùng luân hồi tùy theo cái nghiệp lực của nó và nó chờ cái cơ hội tái sinh vậy thì các bạn á tiếp tục tới cái hình này để chúng ta thấy ha nói về loài người và loài vật nên đã thấy ha khi mà chết á thì có một cái vị lo đón về gọi là thần chết à tùy theo nghiệp lực như thế nào ha thần chết đón về rồi còn cái người mà lo cho cái chuyện sinh á thì chúng ta hay gọi là đức mẹ ha đức mẹ lo cho với cái tình yêu thương mà lo cho cái việc mà chuyển sinh còn ha, thần chết là đón về ở đây cũng có mấy cái hình nè tất cả các cái loài thú thì nó cũng tái sinh luôn hồi y chang vậy thôi người với súc vật tại vì nói này là nói với cõi vật chất à tái sinh cho cái cõi vật chất này thì có người với lại vật ha à, các cái cõi kia thì vô hình rồi vậy thì nói tới đây mình muốn các bạn phải hiểu tại sao có luân hồi tại sao có nhân quả à, vậy thì chúng ta thấy luật nhân quả tạo ra để cho con người học cái bài học là gieo nhân nào gặp quả đó gieo điều thiện lành thì nhận điều thiện lành gieo cái điều ác đức thì gặp cái điều ác đức vậy thì thêm cái luật luân hồi để cho anh chi để khi mà trong một cái kiếp sống con người À, chúng ta gieo nhân à, mà cái hành động đó nó chưa có trổ hết á, thì luân hồi phải bắt trở lại vậy thì á, mục đích luân hồi chúng ta hiểu đơn giản hiểu bình dân là sao luân hồi đầu bắt quay trở lại trả cái nợ à, cho xong nhưng mà câu hỏi đặt ra là bây giờ sao nếu tôi trả hết nợ rồi sao trả hết nợ rồi sao đây không lẽ đi đi vay tiếp vậy thì á, thí dụ chúng ta thấy nè hồi nhỏ chúng ta học lớp 1 chúng ta học các cái bài cô giáo cho mấy cái bài chúng ta học rồi tới cuối cuối cái học kỳ à, chúng ta có cái kỳ thi à, kỳ thi đó là cái gì à, là sát hạch lại những cái kiến thức mà chúng ta học thì chúng ta vận dụng hết những cái gì học được à, trả lại à, giống như trả bài lại à, trả bài lại thì vượt qua được cái kỳ sát hạch đó thì sao chúng ta đi đâu có phải chúng ta lên một cái lớp mới không lên lớp cao hơn không thì lên lớp 2 ở đây nó cũng giống vậy đó vậy thì nó xuất hiện thêm một cái luật nữa để chúng ta hiểu ha khi mà chúng ta cứ hiểu mỗi một cái kiếp sống này nó giống như một cái trường học khi chúng ta học cái bài học à, chúng ta học tốt thì chúng ta lên một cái lớp cao hơn cứ mỗi một lần đi học cao hơn hoặc là chúng ta học mà chúng ta không có học đúng không có chăm chỉ hoặc không có đúng cái tiến trình thì chúng ta sẽ bị ở lại lớp hoặc bị tuột xuống nó cũng giống vậy đó thực chất là sao thượng đế cho chúng ta là những người con của ngài xuống thế gian này là để đi học à, học đủ lớp đủ bài à, rồi quay trở về mà bởi vì chúng ta không có hiểu một cái kiếp sống ngắn ngủi như vậy chúng ta không có hiểu cho nên là chúng ta cứ sống một cái kiếp sống mơ hồ À, không có tin vào thần Phật chúng ta không có tin vào thượng đế rồi từ đó bắt đầu chúng ta đi lâu quá chúng ta quên nhà để cho xuống đây một kiếp sống là chúng ta quên hết à, à Sau này các bạn nghe mấy cái bài xuống địa ngục đó trước khi mà tái sinh trở lại phải đi qua gặp cái uh, uống cái canh của bà mạnh bà đó uống xong là quên hết à, không có nhớ gì hết để để cho có một cái kiếp sống mới để mà để mà 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 học tiếp. À Thật ra không phải là quên, tất cả nó đều lưu lại ở A lại gia thức á, cái A lại gia thức này nó được nằm ở cái cõi giới thứ hai. Bây giờ thí dụ như mình nói cái cõi người ha, trên cái cõi người gọi là cõi uh, Atula mình gọi là cõi giới số 1, cõi giới uh, thứ nhất, rồi lên tới cõi trời gọi là cõi số 2 á, sau này nói số để dễ hiểu thì cái A lại gia thức của mình á nó lưu ở cái cõi giới thứ hai á. Nó nằm ở trên đó đó. Còn mà mình quên đây là quên tạm thời thôi Cho nên có một số người á Vì họ có những khả năng đặc biệt họ có thể nhớ lại tiền kiếp Bây giờ cũng có nhiều người tu hành họ cũng thể nhớ lại tiền kiếp Nhưng mà nhớ làm chi cũng mệt à, Nhớ cũng như mục đích để hiểu Chứ còn nhớ mà không hiểu á Thì nó càng bấn loạn á Tại vì á, nội cái lượng Những cái lượng nghiệp lực Những cái đau đớn trong cái cuộc đời này thôi chúng ta đã không muốn nhớ rồi mà nếu như chúng ta nhớ thêm những cái gì ở tiền kiếp nữa mà chúng ta không có đủ trí huệ để chúng ta xử lý á, thì nó càng rối rắm rối rắm lắm ví dụ như bây giờ một cái người tại quy luật nhân quả này nó 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 vi diệu nó vi tế lắm thí dụ như giờ chúng ta nếu như chúng ta nếu chúng ta biết được cái người vợ hay là cái người chồng của mình hiện tại á mà cái kiếp trước họ là kẻ thù của mình mà kẻ thù mà phải là cực kỳ tàn ác đối với người thân của mình thì các bạn sẽ nghĩ như sao có phải là lập tức nó làm cho xáo trộn cái cuộc sống này liền không tự nhiên các bạn biết được cái người vợ hay cái người chồng đang kề cận với mình kiếp trước là cái kẻ thù giết cha giết mẹ mình tự nhiên giờ lên đầu thai làm vợ làm chồng mình thì tự nhiên có phải là các bạn sẽ làm xáo trộn cái cuộc sống hiện tại liền không đó là lý do mà tại sao tại sao là mỗi kiếp sống như vậy á, phải cho giống như là cho quên tạm thời rồi chỉ khi nào những cái người họ tu luyện á, họ tu luyện họ lên cao khi mà cái tầng trí huệ họ mở lên cao họ lên tới cái tầng thứ hai á họ truy cập được vào cái gọi là cái a lại gia thức á giống như vô à, vô một cái đó có một cái cái máy máy tính khổng lồ á à, lưu trữ tất cả những cái thông tin cái ổ cứng đặt ở trên đó đó thì những người họ tu hành ví dụ như họ lên cao tới cõi đó thì lúc đó họ nhìn vào những cái dữ kiện đó họ càng hiểu hơn về cái sự sắp đặt những cái quy luật của tạo hóa thì lúc đó họ nhìn cái sự việc đó với cái cái mức độ suy xét nó khác với cái con người mà còn u mê như chúng ta ở đây bởi vì khi chúng ta chưa hiểu như vậy thì chúng ta không biết cách xử lý làm sao chúng ta chưa hiểu hết quy luật của trời đất thì chỉ nếu mà chúng ta thấy cái người đó là, là kẻ thù mà tự nhiên giờ làm vợ mình tự nhiên cái lẫn lộn ha à, ban đêm ngủ thì biết đó là kẻ thù tự nhiên ban ngày thức dậy làm vợ thì chúng ta sẽ bị rối loạn ngay à, hoàn toàn không có một cái mục đích tốt làm gì hết cho nên thượng đế mới cho chúng ta tạm quên đi tạm quên đi À, khi nào mà tu hành cao lên là hiểu các cái quy luật ha à, lúc đó à, nhìn với cái ánh mắt khác hiểu được thượng đế à thì ra là cuối cùng mục đích là ngài cho chúng ta học từng lớp từng lớp như vậy à, an bài sắp xếp hết để mà chúng ta quên đi cái đau thương để mà cứ ta tiếp tục hướng về cái phía trước à cho nên à, ba cái quy luật mà cực kỳ mạnh mẽ trong cái quá trong cái vũ trụ trong cái trời đất này á là nhân quả luân hồi và tiến hóa nó liên kết chặt chẽ với nhau ha cái luật nhân quả sẽ được thực thi một cách công minh khi có thêm luật luân hồi và nhân quả luân hồi để người con người ta hiểu được để mà con người ta phải càng ngày càng tiến lên để tiến hóa tiến hóa nó như vậy đó và nếu như cái người nào hiểu được cái quy luật này tiến hóa tới một cái mức nào đó thì tiến hóa tới một cái mức nào đó thì sẽ cắt đứt luôn cái sợi dây nghiệp lực à cắt đứt luôn cái sợi dây nghiệp lực thì sẽ không còn quay trở lại luân hồi nữa à, mình sẽ làm cái hình các bạn nhìn ha quy luật luân hồi ở đây à, quy luật nhân quả ở đây bà và quy luật lớn tiến hóa là nằm ở trên tại vì càng ngày càng đi lên mà và nếu như một cái người nào tiến hóa tới cái mức cực đại á thì sẽ cắt đứt luôn cái sợi dây giữa luân hồi và tiến hóa thì lúc đó gọi là giải thoát thoát hoàn toàn khi đó thì họ đắc những cái quả vị à, ra khỏi rồi thoát khỏi vòng tay của ma vương rồi thì họ đạt lên những cái đẳng cấp cao hơn như bồ tát à, rồi phật ở phía trên đó là lúc đó gọi là giải thoát hoàn toàn luân hồi sinh tử họ không quay trở về nữa à, nếu mà người nào cho nên cái kiếp sống như đức phật à, đức phật sống mỗi kiếp sống và họ và đức phật tìm ra cái con đường giải thoát hoàn toàn À, không còn quay lại trong luân hồi sinh tử nữa còn ở trong lục đạo á thì cứ còn luân hồi như vậy mỗi cái kiếp cái dụ kiếp sống con người á, sống được vài chục năm cho tới một trăm năm lên tới Atula ha, có thể sống cả ngàn năm ngàn năm mấy ngàn năm còn lên tới cõi trời có thể sống cả vạn năm mấy vạn năm tức là mỗi cái cõi giới như vậy á, thì cái tuổi thọ nó khác nhau còn nhưng mà hết tuổi thọ rồi hết phước báo rồi cũng phải rớt xuống ví dụ như chúng ta đời này chúng ta tích phước à, nhưng mà chúng ta còn tha còn gọi là còn là hiếu chiến à, có phước báo nhưng mà còn hiếu chiến thích gây gỗ thì đời sau ví dụ như lên Atula Atula thì sống thọ hơn mấy trăm năm ngàn năm nhưng mà lên trên đó à, mà không tu tiếp mà mà tiếp tục xài cho hết cái phước báo nó cũng lọt xuống lại à. À, xuống làm người xuống làm thú hay xuống địa ngục tùy tùy tùy, tùy theo tùy theo mà sống ở cái kiếp sống đó làm chuyện ác hay làm chuyện thiện tương tự như vậy phước báo nhiều thì nhiều lên tới cõi trời nhưng mà lên tới cõi trời mà xài ở không tu tiếp mà mà không có tu tiếp thì cứ xài hết tiền xài hết phước báo thì nó cũng rớt xuống lại nó vậy nó cứ vòng 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 vậy cho đến khi mà chúng ta tìm được cái con đường giải thoát À, mỗi cái cõi đều có các vị phật hết à ở đây mình tu được lên atula cũng cũng có thể tu được lên cõi trời cũng có thể tu được nhưng mà để mà gọi là một đời á một cái kiếp sống mà có thể giải thoát hoàn toàn thì chỉ duy nhất ở cái kiếp người thôi các cái cõi khác không có đi trực tiếp ra được mà họ muốn xuống họ quay xuống người tại vì cái cõi người đó cái cõi ta bà này cái cõi ta bà này là có đủ lớp đủ bài đủ phương tiện và chúng ta như nghe nói ha phật tánh ở trong tâm thượng đế ngự ở trong ta tức là duy nhất ở cái cõi người này thượng đế á mới ngự ở trong cái hình hài này cho nên các vị ở trên cao á muốn muốn mà đi đi nhanh á thì cũng phải xuống làm người để mà ngay trong vận dụng cái kiếp người này để mà giải thoát à cái kiếp người quan trọng lắm cho nên á, sau này sẽ tìm một cái bài nghe để cho các bạn hiểu cái mục đích cuối cùng của con người ha là tìm cái con đường mà giải thoát cho nên tại sao phật mới xuống này chúa mới xuống lão tử mới xuống các cái vị mà giác ngộ mới xuống đây để mà chỉ cho chúng ta cái con đường để mà chúng ta vận dụng ngay trong cái kiếp người này để thoát ra khỏi đi về luôn không có quay lại ở trong vòng tay của ông ma vương nữa còn không hiểu ha cứ hưởng thụ hoài cứ ăn chơi hoài thì cứ mãi mãi lăn lộn trong vòng tay của ma vương mà kiếp này làm người nha chưa chắc kiếp sau còn được à đừng có tưởng chết đi là có thể làm người chưa chắc đâu nha và mình nói ha trước đây thì còn mong có thể tái sinh à, nhưng mà bây giờ cái đời này gọi là đời mạt pháp rồi kiếp này gọi là mạt kiếp rồi tức là một trong những kiếp sốc cuối cùng rồi hết cái thời đại này là đến thời đại hoàng kim mà nếu như chúng ta không đủ tiêu chuẩn tâm linh đó, thì cái màn sàng lọc này á sàng lọc rồi là thôi cái linh hồn đó ai mà không đủ á hôm bữa thượng đế có nói rồi đó nghe lại cái bài tu áo tu tâm đi sau cái màn sàng lọc này mà kỳ này là kỳ ba là kỳ cuối rồi Tức là sao cho nhiều lần xuống đây để mà học rồi dời tới dời lui cái cơ giờ tới giờ lui nhiều lần rồi Mình cho các bạn biết ha lẽ ra có nhiều người không tin ha, phỉ bán mấy cái lời tiên tri của các cái mật minh sư hồi xưa không phải đâu Lẽ ra cái cơ tận diệt này nó đã, đã xảy ra rồi Nhưng mà vì tình thương các vị Bồ Tát xuống đây xin Thượng Đế cho dời cái thời hạn nó lại Lẽ ra nó đã xảy ra rồi thì bây giờ các vị á, cái cơ á, xin thêm chi giống như gia hạn thêm để cứu thêm được nhiều cứu. Thì á, mỗi một lần xin cứu như vậy thì các vị đã phải nỗ lực thiệt là nhiều. À, để cứu thêm thực bao nhiêu thì cứu. À, dời thêm một lần. Dời vài lần rồi đó. Cái cơ gọi là cái cơ vận nó bị trễ rồi. À, cái cơ vận nó bị trễ rồi. À, còn các cái vị tiên tri cho nên đừng có tưởng ha, thấy tiên tri á, rồi rồi thấy nói là tiên tri cái năm đó xảy ra mà không xảy ra rồi đi phỉ bán ui trên đời này làm gì có gì không phải đâu nha làm như vậy là tội lắm á. các vị nó thật sự đã xin cái cơ trời dời lại để cho chúng ta thêm cái cơ hội đó tất cả các vị tiên tri á, có đoán gì đoán á, cũng tám chín phần trăm cái vị mà phán quyết cuối cùng á là thượng đế tùy ha thượng đế là người phán quyết cuối cùng Bây giờ tại sao nói tiên tri trước mà à, tới giờ cuối nó không đúng? À, tại sao có tiên tri được thí dụ như vậy nè, để các bạn dễ hiểu nè. Ví dụ như thượng đế có giờ chúng ta đi nó chúng ta có 10 đứa con. Chúng ta sinh ra đứa con nào rồi cái năm sinh nó chúng ta biết. Thì ví dụ như một cái đứa con mà chúng ta biết là tới 18 tuổi là nó sẽ vô đại học, ví dụ như vậy đúng không? Thì cái thằng nào chúng ta sinh ra chúng ta biết là tới đúng 18 tuổi là nó vô đại học. Nhưng mà đó là trường hợp nó học đều đặn đúng như vậy Nhưng mà đâu phải thằng nào nó cũng học giống vậy đâu Có phải không? Dù ai nhưng mà có nhiều con đó, chúng ta nhìn mà, mà, à, các anh chị mà có cha mẹ mà cái thời trước mà đông con chúng ta nhìn thấy Đâu phải ai cũng học hết đủ vậy đâu Vậy thì có những đứa nó học đúng cái tiến trình, nó học đủ lớp đó, thì à, 18 tuổi nó học lớp 12 Tức là sao? lúc sinh ra chúng ta đón 18 năm sau nó sẽ học lớp nó sẽ vô đại học đó là giống như tiên tri vậy đó nhưng mà đâu phải đứa nào nó cũng học vậy đâu à vậy thì mặc dù là biết mong là 18 năm sau nó vô đại học nếu nó học đúng y chang vậy nhưng mà đâu phải đứa nào nó cũng học chăm chỉ vậy đâu thì sẽ có những đứa nó không, không học à, nó ăn chơi nó lêu lỏng bắt đầu cái nó bị thất nghiệp nó bị lưu ban nó bị đuổi học ví dụ như vậy thì sao thì thí dụ thì có phải là bị bị chậm trễ không cái cái tiên đoán bị bị dời lại bị bị chậm trễ không thí dụ như 18 tuổi nó không đậu đại học nhưng mà có 19 tuổi 20 tuổi hoặc là có khi nó ra nó làm thời gian rồi nó cực khổ quá rồi nó thấy không học không được rồi nó mới quay lại nó học thì có khi mấy năm sau nó mới vô được đại học cái này có đúng không thì cũng giống vậy đó tiên tri tức là khi mà các bạn một cái sự kiện xảy ra nó có cái nhân rồi á thì người ta tiên tri cái quả nó sẽ xảy ra vào cái thời điểm đó nhưng mà từ cái lúc tiên tri cho tới cái lúc xảy ra nó còn rất là nhiều cái biến chuyển khác nữa vậy nó cứ xen vào xen vào à, thì những cái nguyên nhân khác nó xen vào thì tùy theo a à, thật ra dời là thường là do các vị bồ tát phật ra xuống đây sinh cha cho dời cơ tận diệt để mà cứu thêm À, chứ không phải các vị nói sai đâu à, Thật ra là các vị đó dùng cái tình thương, cái từ bi của mình á Để mà xin cái cơ trời dời để mà cứu thêm được như cứu những cái người vô minh á, không có hiểu Thấy tiên tri rồi bắt đầu cái chửi nói Ôi làm gì có mấy cái chuyện này, không phải đâu nha Cái trí phàm của con người mình nó nhỏ hẹp lắm Cộng thêm cái sự kiêu mạng của những cái người vô thần á Họ không hiểu gì hết trơn mà họ cứ bám víu vô những cái lý luận khoa học mà chính họ còn không hiểu nữa à, Họ sống vô thần á, cho nên là thường là họ không có tin những cái chuyện này Rồi tới một cái ngày mà nghiệp quả nó trổ tới, lúc đó không có còn kịp đâu <laughs> Cho nên mình làm những cái clip này mục đích cuối cùng á Làm sao mà mình truyền tải những cái thông điệp, những cái điều mình học được á Từ các cái vị thầy của mình, chỉ mong sao... Ai hữu duyên với mình à, nghe được những cái này, mà các bạn chỉ cần hiểu thêm cái kiến thức và các bạn hiểu được nhân quả, các bạn hiểu được luân hồi mà các bạn à, bắt đầu quay cái đầu tu tập, à, sống một cái cái đời sống thiện lành hướng về tu tập để mà vượt qua cái kỳ này để mà biết cái đường quay trở về. À, sau này anh em còn gặp nhau ở một cái nơi nào đó tốt đẹp hơn. Chứ bây giờ không tin thì thôi, còn phỉ bán chửi bới nhau mà mai mốt xa cách nhau lắm, uổng lắm á. À. Có cái duyên gặp nhau ở cõi đời này thì giúp nhau hiểu để mà sau này còn gặp nhau, còn ăn mừng bắt tay nhau ha. Còn không hiểu rồi còn quay lại còn chửi nữa. Cho nên mình thấy bây giờ nhiều các bạn trẻ ví dụ những cái kênh Facebook hay là những cái kênh YouTube nếu như một cái kênh của người ta thì giống như là cái nhà người ta người ta trưng bản hiểu người ta trưng gì đó ví dụ mình vào mình thấy coi mình không thích thì thôi <laughs> mình đi ra nó nhiều người ngộ lắm Ai đi vô nhà người ta xin vô nhà người ta giống như thường giống như facebook vậy đó có mấy cái mình làm cái group năm trước đây cũng có trường hợp làm group mình ghi rõ ha group này giúp mọi người tiến hóa mình không có lấy đồng bạc nào không có tốn tiền tốn bạc nào à xin vô nhiều người cũng xin vô xin vô rồi bắt đầu cái uh, 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 có cái tư tưởng khác không hiểu rồi quay ra phỉ bán chửi bới ngộ vậy đó như bây giờ mình thấy nhiều cái bạn trẻ bây giờ cái cái, cái lòng ngã mạng nó lớn uh, thấy cái ai mà nói cái gì mà khác với cái tư tưởng của mình không có tìm hiểu mà lập tức uh, phỉ bán tội nặng lắm à dù mình vô nhà người ta mình không thích thì thôi mình đi ra Mình kiếm cái nhà khác Bạn bè nào phù hợp mình chơi Bây giờ mình thấy không Trên mạng bên đây chuỗi bên kia Phỉ bán chuỗi bới đầy Bây giờ thì các bạn cứ nhìn Các bạn biết là thế gian này Ở lại đây nhiều hay là đi về trời nhiều Dễ biết lắm Các bạn nhìn vô những cái clip mà các vị Minh sư giảng coi có bao nhiêu người xem Còn những cái clip Mà chửi bới ha đánh nhau Thị phi ha bên này chửi bên kia những cái clip bậy bạ các bạn nhìn cái số lượt xem là các bạn biết à nhìn cái số lượt xem là biết cái thế gian này người ta muốn ở đâu người ta muốn ở lại đây muốn hưởng thụ những cái điều đó còn mà phật trời giảng những cái điều mà chân lý được bao nhiêu người nghe đâu cho nên bởi vậy mới có câu là thiên đường sẵn lối không ai hỏi địa ngục than cài lắm à, địa ngục than cài lắm khách vào hay chen vào gì mình quên à. À, Lắm khách đi hay gì đó Tức là sao cái thiên đàng thượng đế mở cửa chờ về Thì không chịu vô cái Địa ngục là cái nơi mà nhốt tù Nhốt tội á Cửa đóng á, mà cứ bu mà chen vào á. À, Là gì á à, Địa ngục than cài lắm khách thăm à, Tự nhiên đọc mấy cái thơ nho này Quên xin lỗi các bạn ha Thiên đàng sẵn lối không ai hỏi Địa ngục than cài lắm khách thăm Đó, đóng cửa rồi á Vậy mà cũng bu chen vô à Còn cái cửa trời rộng mở à. Các vị xuống chỉ đường ấy, không thèm Còn chửi bới nữa chứ Thế vậy á, cái, cái, kiếp người mà vô minh khổ lắm Mình làm mà mình không biết là mình làm cái gì Thế Nên tại sao cái thời khắc cuối cùng mà Chúa bị mấy cái người đó bắt đi đóng đinh cái tên lính đó, nó quất liên tục vào người chúa đau đớn lắm cứ vì cái tình thương của ngài ngài nói với cha rằng xin cha hãy tha thứ cho họ vì họ không biết họ đang làm gì bây giờ thấy cái tình thương của các vị đó vĩ đại tới vậy đó biết chúng sinh đó, Bị vô minh cho nên nó vậy còn sinh bị đánh tới vậy mà còn cái tình thương lớn ta biết rồi vì, tại vì họ, họ, họ không hiểu cho nên họ mới làm vậy mới xin cha là hãy tha thứ cho họ họ không biết rằng họ đang làm cái gì. Đây chúng thấy những cái vị minh sư đó, nó vĩ đại nó vậy cái tình thương họ lớn lắm. Đó. Rồi, này thì cái clip này mình xin dừng ở đây. Clip này chủ yếu là nói về khái quát về lục đạo luân hồi để cho các bạn hiểu về sáu cái nẻo luân hồi, rồi từ ý nghiệp mà nó nó lôi kéo chúng ta thiện nghiệp hay là ác nghiệp đó, nó lôi kéo chúng ta vào trong cái luân hồi này thì sẵn đây mình cũng nói luôn thôi chắc để một cái clip khác phân tích về cái gọi là tại sao tái sinh lại hay là bồ tát ha bồ tát sợ nhân chúng sanh sợ quả chắc nói ở cái clip sau này phân tích năng lượng để nói nhưng mà sẵn ở đây để nói các mấy cái bạn mà ngày nay có nhiều bạn không hiểu đi cái con đường nhân quả mà học theo cái cách mà mình cho đi mà mình mong muốn nhận lại thì các bạn cũng còn kẹt ở trong luân hồi cái cách đó nó không có sai nhưng mà cái cách đó nó sẽ kéo các bạn trong luân hồi <laughs> cho đi mà muốn nhận lại thì khi các bạn muốn nhận lại thì các bạn thì tự nhiên bị kéo luân hồi để nhận lại còn mình á, mình hay hướng dẫn mọi người á, cho rồi quên cho bằng cái tình thương vô ngã mình thấy người đó mình thương mình cho rồi chấm hết không có suy nghĩ nhiều còn các bạn cho mà các bạn muốn nhận lại thì bắt buộc các bạn tái sinh lại nếu mà phước báo nhiều thì lên làm atula còn không cũng tái sinh lại làm người để mà gặp lại cái người đó để các bạn trả lại. Và nếu như ai hiểu luân hồi, hiểu cái con đường mà tu tập giải thoát rồi, trời bạn không ai muốn quay trở lại đây đâu mà nói thật. Tại vì không hiểu thì còn thích những cái cái triết lý đó chứ mà các bạn mà hiểu rồi á, ai cũng muốn giải thoát. Thoát khỏi cái vòng này chứ hơi đâu quay lại đây làm gì. À thì cái đó thật sự nó không có gì. Bây giờ sau này các bạn hiểu nhân quả rồi thì không còn đúng sai nữa mà là các bạn mỗi cái nhân á à, nó sẽ lôi các bạn về đúng cái nơi đó thôi các bạn muốn đi đâu về đâu thôi chứ không có đúng sai nữa cái bạn gây cái nhân nào thì các bạn sẽ về đúng cái nơi mà cái quả đó nó trổ rồi. à, chứ không có đúng sai tùy theo cái cấp bậc cái mức độ hiểu thôi nhưng mà mình thì mình mình muốn mọi người á, <laughs> tìm tới con đường giải thoát tại vì các cái vị thầy của mình là các cái bậc minh sư chân sư những người đã đắc đạo giác ngộ rồi thì mình đi theo các cái vị ấy nó học cái con đường giải thoát thì những cái thông điệp mình gửi các bạn là cũng mong muốn những ai mà tin tưởng mình à, nghe những cái này hiểu quá thì cũng tìm cái đường giải thoát chứ đừng có quay lại đây nữa khổ lắm nói thật nhưng mà bình thường thì còn quay lại được như cần mình nói kỳ này mà các bạn không đủ tiêu chuẩn ha à, các bạn mà đi tàn tà coi như giống như là sao ở lại lớp nhiều rồi á hồi xưa chúng ta đi học mà chúng ta ở lại lớp mà mà mấy năm là bị lưu bang luôn á thì giờ nó giống vậy đó Bây giờ những cái linh hồn nào mà cái kiếp sống này mà không đủ điều kiện ha là bị xóa sổ luôn. Bị ngủ vùi 700 000 năm cho tới cả triệu năm rồi mất tánh linh luôn. Lúc đó tái sinh lại cũng chưa không biết làm gì nữa. Mất tánh linh rồi có khi làm lại đất đá không biết được không nữa. Làm cỏ cây tại vì mất tánh linh hết rồi mấy trăm ngàn năm ngủ vùi đâu còn gì nữa mà mong được làm người. Có khi làm đất đá gì đó. Lúc đó cỏ cây bây giờ nó lên làm người hết rồi. Còn mình đi xuống lại làm đất đá rồi không biết tới khi nào nên làm thực vật không biết tới khi nào được làm thú thôi cái coi như là xa vời lắm nghe lại cái bài đi ha cái bài cha nói đó, đó thôi từ đây vĩnh biệt xa đành cha đành mất con đó. nếu như các bạn không tỉnh thức mục đích cuối cùng mình 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 làm những cái việc này chỉ mong các bạn tỉnh thức các bạn hiểu được mà tìm cái con đường tu tập mà tu cho nhanh tu mà để mà làm sao để mà nghĩ cái con đường Giải thoát á chứ đừng có tu tà tà tu tè tè nữa ha rồi nói tất cả bằng cái tấm lòng à. còn ai không hiểu thôi đừng có vô đây chửi bới nha mình mình không muốn các bạn bị vướng nghiệp đâu chửi mình thì không sao hết trơn nhưng mà các bạn bị vướng nghiệp á mình bị chửi không vấn đề gì á à, không có liên quan gì không sao hết trơn nhưng mà các bạn phỉ bán các bạn không hiểu á các bạn phỉ bán á các bạn bị vướng nghiệp nữa à. rồi xin chào các bạn hẹn các bạn ở cái clip mà kế tiếp nha rồi, bye bye các bạn.